chỉ là có chính sách là Morning,
phải là phải đi sát vào trong cái lễ, đi ra ngoài là nó bắt luôn, phải tốn tiền luôn. Đi rất đúng đường đấy, không hiểu nó bắt cái gì đấy. Rất vô lý, rồi lại cạnh hơn. Đèn đỏ được phép rẽ phải, nhường đường cho người đi bộ. Đấy, thấy như vậy không? Đấy, đang đấy. Đấy. Cái xe này, theo dõi xe này đi rất là chuẩn, không có vấn đề gì đâu. Nó bắt như thế. Thank you.